gây sốc toàn thế giới với vẻ ngoài kỳ dị. Bộ tộc đà điểu không thể đi giày vì bàn chân lạ, nhưng lại là niềm tự hào của họ. Ở miền Tây Zimbabwe, châu Phi, tồn tại một bộ lạc người Doma có cuộc sống tương đối biệt lập với thế giới bên ngoài. Các thành viên của bộ lạc thường được gọi là người đà điểu vì bàn chân dị dạng của họ. Lý do cho điều này là vì nhiều thành viên của bộ lạc mang gen mắc chứng rối loạn di truyền bẩm sinh hiếm gặp. Đây là một rối loạn di truyền trội trên nhiễm sắc thể thường gây ra bởi đột biến duy nhất trên nhiễm sắc thể số 7. Tình trạng này sẽ khiến người ta thiếu một hoặc nhiều ngón tay hoặc ngón chân ngay từ khi mới sinh. Đột biến xảy ra với tỷ lệ 1 trên 4 đứa trẻ sinh ra ở bộ tộc Doma. Hầu hết chúng đều bị mất 3 ngón giữa và được thay thế bằng 2 ngón chân ngoài quay vào trong. Nên hội chứng này còn có tên là hội chứng càng tôm hùm. Một số người còn có lớp màng mỏng ở chính giữa hai ngón chân khổng lồ. Hình ảnh này khiến người ta liên tưởng đến chân của loài đà điểu. Theo báo cáo, mặc dù tình trạng hiếm gặp này khiến nhiều người gặp khó khăn trong việc di chuyển, nhưng đối với bộ lạc Doma, tình trạng này không được coi là khuyết tật. Thay vào đó, họ coi đó là dấu hiệu để ăn mừng, bởi những người sở hữu bàn chân đặc biệt này có thể leo cây nhanh hơn người bình thường. Họ cho rằng đây là quà tặng mà thần linh ban phát cho họ. Những người có đôi bàn chân bình thường sẽ không được người trong bộ tộc coi trọng. Họ thậm chí còn tỏ ra thất vọng, chán nản mỗi khi một đứa trẻ sinh ra với đôi bàn chân 5 ngón bình thường. Các bạn nghĩ sao về đôi bàn chân đặc biệt này? Chia sẻ cùng 8TV cũng như tiếp tục đồng hành cùng kênh để khám phá nhiều điều thú vị trên thế giới, bạn nhé!